Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 28 tháng 3, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh họp bàn xem xét các báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách năm 2020 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có hoạt động giải cứu nông sản, trong đó đáng chú ý là triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử để đảm bảo an toàn trong giai đoạn dịch bệnh. Thừa Thiên Huế tiếp tục đầu tư chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng và cây xanh dọc hai bờ sông, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị Huế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghiêm lệnh dừng hoạt động hội họp có từ 20 người trở lên, nên cuộc họp thường kỳ của Ủy ban dân tỉnh diễn ra vào chiều qua cũng đã chuyển sang hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu của Ủy ban dân tỉnh, mỗi đơn vị chỉ cử một đại biểu tham dự. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Phan Ngọc Thọ, Ủy ban dân tỉnh đã tiến hành xem xét các báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách năm 2020 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 3 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hầu hết các ngành lĩnh vực đều chịu tác động của dịch bệnh, trong đó một số ngành chịu tác động trực tiếp mạnh mẽ như du lịch, dịch vụ, vận tải, xuất nhập khẩu. Dự ước thiệt hại quý 1 năm 2020 trên 1.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đang chịu ảnh hưởng kép do tác động chính sách và thiệt hại dịch bệnh gây ra, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như bia do tác động của Nghị định 100 NĐ-CP, điện thiếu hụt do hàng hán, dệt may giảm do thiếu nguyên liệu nhập từ Trung Quốc và các chi phí phòng dịch phát sinh. Sau khi nghe ý kiến đóng góp từ các sở ban ngành liên quan, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, hiện nay dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân. Vì thế, chống dịch là ưu tiên số 1 để đảm bảo sức khỏe toàn dân. Cùng với đó, chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế mức ảnh hưởng thấp nhất do dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và tham khảo ý kiến của các chuyên gia, xây dựng kịch bản về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Một trong những giải pháp mạnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đó là tập trung đẩy mạnh thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng nhất để bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng do tác động của dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu tập trung rà soát lại cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư các dự án chuyển tiếp phát triển hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất và các dự án cấp thiết trong nguồn lực có hạn, tiếp tục ưu tiên đảm bảo các nguồn lực phục vụ các dự án trọng điểm, huy động các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Các sở ban ngành địa phương và các hiệp hội trên địa bàn tỉnh sát cánh cùng doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hợp tác cung cấp các sản phẩm mang tính kết nối, hỗ trợ đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nhà hàng, vận tải. Các ngành liên quan chuẩn bị sẵn sàng các gói kích cầu du lịch để triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục phát triển ngành du lịch sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Trước mắt có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, tác động của dịch bệnh đến tăng trưởng kinh tế để xem xét đề xuất gói hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm kích thích tăng trưởng vào thời điểm phù hợp, triển khai các giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cùng tại cuộc họp, có nhiều đề án quan trọng đã được thông qua để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng đoàn viên thanh niên đang tham gia hoạt động tình nguyện tại các chỗ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia phối hợp với lực lượng chức năng, chung tay gánh vác, chia sẻ những khó khăn cùng với tỉnh trong cuộc chiến chống COVID-19. Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như cấp phát nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang miễn phí, tham gia hỗ trợ cấp dưỡng tại các khu cách ly, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế tại các chỗ kiểm soát y tế, qua đó giúp cho tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt hơn, tránh lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn thử thách, chung tay cùng với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với các tỉnh thành phố trên cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch. Theo đó, học sinh các cấp trên địa bàn tiếp tục nghỉ học để hết ngày 12 tháng 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình,
kết hợp học trực tuyến cho tất cả các khối lớp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sau thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với Sở Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tiếp tục báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thời gian cho học sinh đi học trở lại. Quá trình xây dựng, triển khai chương trình dạy học trên truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt chương trình. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bưu điện tỉnh khẩn trương rà soát lại, có giải pháp khắc phục đảm bảo phủ sóng phục vụ tốt nhất việc học tập trên truyền hình cho học sinh. Các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quan tâm phối hợp để giúp học sinh học tập tại nhà qua truyền hình và công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Trong cả ngày từ 26 đến 28 tháng 3, tại tòa nhà khu cư xá sinh viên Đại học Công Thương ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tiếp nhận cách ly thêm 983 công dân học tập, công tác, lao động từ nước Lào về. Trong điều kiện thời gian gấp, số lượng công dân Việt Nam trở về nước đông, nhưng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tiếp đón các công dân chú đáo. Quá trình tiếp nhận cả đơn vị đã phù hợp thực hiện chặt chẽ, đúng tuân tự các bước theo quy định như phun thuốc khử trùng phương tiện đưa đón, hành lý cá nhân, kiểm tra thân nhiệt, kê khai thông tin cá nhân, kê khai hành trình di chuyển ở Lào. Sau khi tiếp nhận, các công dân được phân loại, cách ly, theo dõi chặt chẽ và bố trí sắp xếp nơi ăn ở, cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tôi ở tỉnh Sa Văn, Nắc Khệt, về chiều qua khoảng 6 giờ tối đến giờ. Trước khi về đây thì cũng không nghỉ cái chỗ cách ly ở cái phòng sạch sẽ, chúng cũng đầy đủ sạch sẽ cả, nhưng mà tốt hơn nữa là các chiến sĩ bộ đội phục vụ rất nhiệt tình. Người Huế ở Lào về là khá là đông, nhưng mà phục vụ như thế này là rất tốt rồi. Về thêm là có cảm thấy là mẹ anh bộ đội thương mẹ anh vô cùng luôn. Thức từ sáng tới khuya, tới 4 giờ sáng là phải dậy đó, là chở người từ cửa khẩu về, rồi là lo từng người sạc, rồi là đưa cho mọi người là khăn kiểu rồi đầy đủ hết, cơm phục vụ thì là rất là tốt. Đến thời điểm 6 giờ ngày 28 tháng 3, tại 5 điểm cách ly, trường Quân sự tỉnh, trường Cao đẳng nghề số 23, khu cư xá sinh viên Đại học Công Thương, trung đoàn 46, trường số 10 Lê Ngô Cát, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp đón cách ly 2.873 công dân. Trong thời gian cách ly tại đây, mọi cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt trong khu vực cách ly sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo đầy đủ từ việc ăn, ngủ, nghỉ và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, người dân không cần tiếp tế thêm bất cứ đồ dùng nào. Theo dự báo của Bộ Chỉ huy tỉnh Quảng Trị, Biên phòng tỉnh Quảng Trị thì trong những ngày tới, lượng Việt kiều ở Lào về tương đối đông. Vì vậy là dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Bộ Chỉ huy tỉnh, trung tâm của chúng tôi đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị như hệ thống giường, phản, chăn chiếu, màn và các cái vật dụng cá nhân, bảo đảm tiếp nhận tiếp tục khoảng dự kiến khoảng là hơn 1.000 công dân tại trung tâm này. Đến nay, qua kiểm tra và theo dõi hàng ngày, tất cả các công dân được cách ly đều có sức khỏe ổn định và chấp hành nghiêm túc các quy định tại điểm cách ly. Dự kiến thời gian tới sẽ có nhiều công dân từ các nước trở về tránh dịch COVID-19. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có phương án mở rộng các điểm cách ly và thêm các khu cách ly mới tại các địa phương. Trong khi đó, tại các xã tuyến biên giới trên địa bàn huyện A Lưới, các đồn biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác chốt chặn, tuần tra, kiểm soát 24/24 để phòng chống dịch. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ ở các cửa khẩu, những chốt chặn như thế này những ngày qua đã được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tổ chức triển khai tại các đường mòn, lối mở để ngăn người dân xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Việt Lào trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong thời gian vừa qua, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Và trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã lập các cái chốt chặn trên cái đường mòn lối mở nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại khu biên giới. Trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đồn biên phòng đóng quân trên biên giới Việt Lào tăng cường triển khai hàng chục chốt chặn với hơn 100 cán bộ chiến sĩ tại các điểm trọng yếu.
Tại các chốt chặn đều được bố trí khu vực cách ly để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Tình hình dịch COVID-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp rất quyết liệt. Trong đó có cái biện pháp là tăng cường lực lượng lên biên giới, lập các chốt ở đường mòn, lối mở, khu vực cánh ga, khu vực cửa khẩu để phát hiện, ngăn chặn triệt để các cái trường hợp mà xuất nhập cảnh rồi vượt biên trái phép qua biên giới. Ngoài nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ 24/24 tại chốt chặn, những chuyện tuần tra đêm như thế này vẫn thường xuyên được cán bộ chiến sĩ tại các chốt chặn triển khai duy trì. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các chốt chặn còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là cảnh giác đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật. Bên cạnh việc kiểm tra kiểm soát chặt chẽ 24/24 tại chốt chặn, thì căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi cũng cắt cử cán bộ để mà tuần tra, kiểm tra ở những các điểm mà có thể có cái hoạt động xâm nhập biên giới trái phép để kịp thời xử lý. Với điều kiện địa hình khu vực biên giới hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, các điểm chốt chặn chủ yếu là các lều bạc giả chiến, điều kiện ăn ở, sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Nhưng bằng nhiều biện pháp quyết liệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ tích cực, đảm bảo cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh đã ảnh hưởng và tác động lớn đến sự phát triển của nhiều ngành lĩnh vực, trong đó có sản phẩm nông sản, hàng hóa của nông dân. Để giảm thiệt hại cho người nông dân, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có hoạt động giải cứu nông sản. Trong đó đáng chú ý là triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử để đảm bảo an toàn trong giai đoạn dịch bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai sàn thương mại điện tử kinh tế hợp tác và hiện dữ liệu được ưu tiên đưa thông tin nông sản cần giải cứu cho người dân. Đây là sàn kinh tế hợp tác dùng công nghệ mở rộng thông tin kết nối, hạn chế việc tiếp xúc giữa người bán và khách hàng. Hiện cả yếu tố về công nghệ, kết nối cung cầu, vận chuyển hàng hóa khi giao dịch thành công được nhóm hỗ trợ thiết lập mạng lưới và đã sẵn sàng. Tôi đã tích hợp thành công với VNPT, hỗ trợ được 39 ngân hàng trong nước và quốc tế. Và một cái đặc điểm của cái sàn kinh tế này mà cả sàn khác không có, đó chính là cái tính năng hợp tác. Có nghĩa khi một đối tác cần cung cấp một dữ liệu, một cái số lượng hàng, đơn hàng lớn, thì bản thân mỗi hợp tác xã, mỗi đơn vị là không có khả năng cung cấp, cung ứng, thì sàn sẽ giúp hỗ trợ cho cái đối tác đó biết được tất cả những thông tin, những sản phẩm liên quan của nhà cung cấp liên quan và hợp tác lại. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và sử dụng ngay cái đội ngũ công nghệ thông tin của Liên minh Hợp tác xã trên cái cơ sở là sự phối hợp chặt chẽ của Sở Thông tin Truyền thông để triển khai. Mỗi người dân có nhu cầu thì cần đăng ký một cái tài khoản ở trên đó, và cái trên cơ sở đó thì triển khai để đăng ký mua hàng. Các cái hoạt động khác như là cung ứng, kết nối các cái đơn vị cung cấp cũng như là các cái đơn vị triển khai các dịch vụ lưu chuyển hàng hóa thì cũng đã sẵn sàng. Việc bây giờ là kêu gọi bà con cố gắng là ủng hộ chung tay để mà sử dụng cái sàn giao dịch để hiệu quả hơn. Hiện nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán nông thủy sản của người dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang gặp không ít khó khăn. Theo thống kê từ các địa phương, số lượng gà vịt, cá diêu hồng cần hỗ trợ tiêu thụ đến ngày 25 tháng 3 là gần 42.000 con vịt, hơn 38.000 con gà, 44.000 cá diêu hồng và 500 vịt trời. Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện, phòng nông nghiệp làm việc với các hộ nông dân để xác định số lượng, nhu cầu và đơn giá cần giải cứu. Yêu cầu các hội, hiệp hội doanh nghiệp cùng vào cuộc để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tỉnh cũng đã thành lập một nhóm hỗ trợ để phân hành sàn, điều phối hoạt động vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ trực tiếp các điểm cần giải cứu, cập nhật số lượng và kết nối các chuỗi cung ứng sản phẩm. Đây là một cái công cụ hết sức là hữu ích trong cái việc giúp người dân giải cứu những cái nông sản mà hiện nay thì đang tồn đọng do cái dịch COVID diễn ra. Thì trong thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã chỉ đạo hội doanh nhân nữ, hội doanh nghiệp cùng phối hợp với chính quyền địa phương và người nông dân nơi sản xuất cả cái loài gia cầm để cùng bàn thảo cách thức đưa ra một cái giá cả phù hợp cũng như cách thức vận chuyển xử lý hàng hóa từ nơi người dân sản xuất vào đến địa bàn thành phố, và sàn giao dịch là nơi tiếp nhận các cái thông tin mua của người mua và chuyển giao để cho các cái nơi sản xuất để cung cấp hàng vào kịp thời. Đấy, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái điểm có rất có ý nghĩa trong cái việc giải cứu nông sản hiện nay.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến khó lường, mô hình hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử với lợi thế của mình trong việc góp phần giải cứu nông sản, duy trì, thúc đẩy hoạt động thương mại cũng như phòng chống và hạn chế lây lan dịch bệnh. Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện nghị quyết số 22 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 88 để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh tối thiểu bằng 59%, có thêm từ 4 đến 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Hương Thủy được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 8 xã nông thôn mới nâng cao, 2 đến 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có ít nhất 16 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 40 vườn mẫu được công nhận. Có ít nhất 50% số thôn bản vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được những mục tiêu trên, kế hoạch đã triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm sau: công tác tuyên truyền vận động, công tác tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, công tác đào tạo nâng cao năng lực, công tác huy động nguồn lực, công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, công tác giám sát, đánh giá, công tác xây dựng kế hoạch thực hiện. Nhằm phát huy giá trị hai bờ sông Hương thành điểm đến hấp dẫn du khách cũng như tạo điểm nhấn cho cảnh quan không gian đô thị Huế, thành phố Huế tiếp tục đầu tư chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng và cây xanh dọc hai bờ sông. Theo đó, năm 2020, thành phố tiếp tục triển khai dự án đầu tư hệ thống điện chiếu sáng các công viên hai bờ sông Hương, giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế xây dựng phương án, trong đó tổng mức đầu tư tổng thể khoảng 50 tỷ đồng. Phương án thực hiện là đặc biệt chiếu sáng đôi bờ sông Hương nằm trong tổng thể phương án chiếu sáng của thành phố Huế, đặc biệt là khu vực trục đường Lê Lợi, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo và cả công trình điểm nhấn lân cận của thành phố. Cùng với hệ thống điện chiếu sáng, bổ sung cây xanh và thảm hoa dọc hai bờ sông Hương tại các bãi đất bồi dọc hai bờ sông, khu vực phía sau Học viện Âm nhạc Huế với diện tích khoảng 2 hectare, chiều dài gần 1 km, vừa được Trung tâm Công viên Cây xanh Huế trồng nhiều loài hoa, tạo nên một vườn hoa muôn sắc cho không gian hai bờ sông để du khách thưởng ngoạn. Ngoài ra, trong năm 2020, đường đi bộ dọc hai bờ sông, các công viên, điểm xanh sẽ bổ sung thêm nhiều hoa và cây xanh, trong đó tập trung các loài cây vừa cho bóng mát, vừa cho hoa, và chọn các loài cây có thể cho hoa nhiều mùa và phù hợp với thời tiết ở Huế. Thưa quý vị và các bạn, bằng tình thương và tài năng của mình, thầy giáo, người thợ điêu khắc Trương Đình Phương đã dạy nghề truyền thống cho nhiều trẻ em khuyết tật và tạo việc làm, thu nhập ổn định, giúp các em hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Điêu khắc gỗ là nghề thủ công truyền thống mang nét đặc trưng trong kiến trúc Huế, thể hiện giá trị mỹ thuật với kỳ xảo nghề nghiệp. Trong đó, trình độ chạm khắc và sự phù hợp nhuần nhuyễn với cảm quan thẩm mỹ được thông qua đôi bàn tay tài hoa của người thợ bằng các vật dụng quen thuộc như cưa, đục, khoan. Để tạo nên những sản phẩm tinh xảo, ngoài bàn tay vàng, người thợ phải có trí tưởng tượng phong phú, kỹ thuật chạm khắc điêu luyện và quan trọng là niềm đam mê. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với niềm đam mê văn hóa, kiến trúc nhà nguyện, những danh lam thắng cảnh đẹp, Trương Đình Phương đã theo học nghề điêu khắc gỗ tại làng nghề truyền thống nổi tiếng điêu khắc gỗ Mỹ Xuyên bên dòng sông Âu Lâu, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền. Dần theo thời gian, Trương Đình Phương được nhiều người biết đến là một người thợ điêu khắc giỏi. Anh không chỉ làm nghề mà còn tham gia dạy nghề cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Cái khó khăn nhất bộ môn của em thì đối tượng là đối tượng cắm điếc khuyết tật, cho nên những cái diễn đạt rồi những cái thủ thuật mà truyền đạt khó khăn, và mấy em thì rất là thụ động trong cái công việc học nghề. Ví dụ như các em bình thường thì từ tìm việc làm mà cho mấy em là em phải diễn dạng từ cái quy trình cho đến cái cách thực hành vừa dạy vừa dỗ đó. Hàng năm anh mở một lớp sơ cấp nghề cho khoảng 20 em khuyết tật. Theo đó, từ năm 2000 đến nay có hơn 300 em được đào tạo nghề. Bên cạnh đào tạo nghề, anh Trương Đình Phương còn có một cơ sở xưởng sản xuất để tạo việc làm và thu nhập cho các em. Hơn 20 năm làm nghề và đứng lớp với chuyên ngành đào tạo kỹ năng điêu khắc gỗ, anh vinh dự là một trong ba người tham gia triển lãm tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Jeonju với 10 bức tượng được chạm trổ công phu đã vận chuyển đến thành phố Jeonju để tham dự triển lãm. Với mong muốn mang nét đặc trưng của văn hóa Huế đến trình diễn, Trương Đình Phương đã sáng tạo ra các dụng cụ để thực hiện sản phẩm được tinh xảo, độc đáo. Anh khai thác các đường nét tự nhiên của gỗ, nghĩ ra ý tưởng để thực hiện sản phẩm mang tính nghệ thuật cao. Đây là một cái duyên mà cũng là cái niềm đam mê nữa.
nói chung là mình người con xứ Huế thì cho nên cái thấm nhuần trong cái trong cái nguồn nước rồi, về trùng tu, về di sản, về các kiến trúc rồi mình rất là đam mê cái ngành này. Từ khi đi học trung học phổ thông là đi học nghề, thì học xong nghề thì đi học tiếp rồi đi dạy. Với những thành tích đạt được, Trương Đình Phương đã được trao tặng nhiều giải khen, bằng khen của các cấp trung ương và địa phương vì những thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, được Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng công nhận bằng tay vàng. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.